Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cảm thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên em một clip gồm 7.000 câu nha anh em. 7.000 câu này là 7 cây cần câu ISO hạ tay, hàng carbon, hàng chuyên cho anh em bạo lực. Mấy cây này là chuyên cho anh em câu chê, chép, đánh chơi. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không trong clip em lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đến đây cây thứ nhất mình tham khảo. Đây. Cây này là cây carbon của hàng ISO nha anh em. Đó. Thì cái này em cũng đã hạ lóng rồi. Em sẽ quấn chỉ đầu cần nè. Đó. Quấn chỉ đầu cần làm nấp chập luôn. Đó. Carbon nè. Sáng anh em có thể thấy. Đó. Đây, đứt cần cũng ok luôn. Đứt dặn luôn. Mọi thứ ok hết nên em chỉ cần về làm dây trục và dứt thôi. Đó. Đọc nó đây. Đó. Anh em về làm dây trục và dứt thôi. Cái này thì nó chiều dài thực của nó em đo là 4m3, nặng 170g, đọt là 1 ly 4, độ cứng tầm khoảng 2h đến 2h gử. Đó, cây này thì chuyên cho anh em câu chép, câu chê. Đó. Đánh cá lóc, hồ dịch vụ cũng ok. Đây, sẵn nè. Cây này thu gọn thì 102 cm, góc của nó là 22 nha anh em, 22.3, góc 22.3. Cây này thì ngoài lóng ngoài thì do em tháo cái bát đó, nó vẫn có chạy chỗ khúc này, nhưng tất cả phần còn lại ok anh em. Bóng lưỡng nè, đó, dính bụi nè, đó, bóng lưỡng nha anh em. Đầu cần thì em có chạy chỉ rồi, chạy chỉ đi KAB hết rồi, anh em yên tâm về đánh vô tư. Loại này thì được cái gấp phôi nó dày. Đây. Áp đọc lên nó có thể săn ít nè anh em có thấy. Sáng mà cùng cùng nha. Đọc nó đây. Đọc nó ra tầm khoảng 2h nha nè. Đó. Chi là em câu chép, câu rô, câu gô phi, câu chê. Rồi, giá cây thứ nhất là 500k nha mọi người. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây của carbon nha nè. Đó, hàng carbon. Thì cũng giống cây thứ nhất thôi. Em có đi làm đứt cần, nắp chụp cần, đi chỉ đầu lóng hết luôn. Đó. Cực kỳ ok nha anh em. Đó, anh em về chỉ đánh vô tư thôi. Đọt thì đọt carbon nha anh em, đọt của nguyên cây nha anh em. Nguyên xin đó. Chỉ tháo phèn ra thôi, tháo phèn địa chỉ lại cho anh em xem. Đó. Cây này thì chiều dài thực của nó em đo là 4m3. Nặng 190g. Đọt 1 ly 8, độ cứng tầm khoảng 3H5 đến 4H. Cây này chia cho anh em săn hàng nha. 3H5 đến 4H. Thu gọn là 120cm. Góc nó là 21 nha anh em, 21 ly, góc 21 ly, cầm cũng tương đối là cực nhỏ. Đó. Đây. Ngoại hình thì có xước sát nha mọi người, nó có xước sát nhưng em đảm bảo nó không bể dập gì hết anh em, vẫn có xước sát nha. Chất liệu là chất liệu carbon. Những lóng trên này ok. Sẵn nè. Cây này tầm 3h gửi 4h là đánh chê, đánh lóc hoặc dịch vụ là ok. Đó, bao đánh luôn. Đó, đọt sẵn nha nè, đọt sẵn carbon nha. Khá bún á, bún như lắm bún luôn. Bún mà cứng nè. Rồi, giá công khai cây số 2 vẫn là 500k nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây ISO hạ tay. Đó. Cây này cầm vô tay nó rất là nhẹ nha mọi người. Đó. Hàng vẫn là hàng chất liệu carbon. Carbon nha anh em, power carbon. Sức mạnh carbon. Thì tùy theo cái cây cần mà em sẽ chỉ đây. Cái này màu xanh thì em sẽ chỉ màu xanh nha anh em. Đó. Thì carbon đây. Đó, carbon sáng chìm nha. Đó. Chạy chỉ đẹp để sạch sẽ cho anh em luôn. Đó.
Đọc vô là rút vô hết. Cây này thì chiều dài thực em đo là 4m5, nặng 130g, đọt 0.7 ly, độ cứng là tầm khoảng 2H đến 2H rưỡi thôi. Cây này thu gọn 104cm, gốc là 21 nha anh em, gốc 21.5. Thì cây này thì carbon đây, hàng ngoại hình còn rất là mới anh em. Đó, chỗ này cho bát em tháo bát ra thì nó bị chạy trụa thôi, phần còn lại thì khá ok, khá mới. Carbon sáng chìm nha người. Những lóng ở trong nó còn rất là ok các anh em, còn bóng lưỡng luôn. Đọc nó đây. Đó. Đọc carbon luôn nha anh em. Đọt này thì đánh chê đánh chép thì vô tư. Ừ. Cứng tầm khoảng 2H, 2H rưỡi nha mọi người. Rồi. Giá công khai cây số 3 này vẫn là 500k nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 4. À, cây số 4 vẫn là một cây ISO hạ tay. Cây này có Groovy nha mọi người. Cây cần này Groovy. Thì vẫn như mấy cây khác, địa chỉ đâu cần hết. Đó, thì cho nên mình tập đánh vô tư. Đọc nó đây. Cái này chiều dài thực của em đo nó là 4m9, nặng 160g, đọt 1 ly 2, độ cứng tầm khoảng 2H gửi 3H, thu gọn là 116cm, gốc nó là 20 anh em, gốc 20.5, chất liệu là chất liệu carbon, hàng của Ryobi, ngoại hình đây anh em. Đó, nó vẫn có sức, cây này xuất sắc nha anh em. Đó. Xuất sắc nhưng mà được, nó được carbon sáng chìm. Đó. Sáng đây. Lóng nó xuất sắc, lóng này thì ok nha anh em. Anh em trong clip anh em có thể thấy. Để em soi ra. Anh em, nó sáng lên nè. Carbon sáng chìm nha. Đọt nó đây. Đọt này đọt cực bóng đặc nha anh em. Độ nảy nó khá là cao. Đó, rồi chia cho anh em câu chép, câu chê, câu lóc. Đó, giá công khai cây này vẫn là 500k anh em. Cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần ISO hạ tay. Đó. Thì vẫn có chạy chỉ đầu cần lịch sự cho anh em. Đó. Đẹp đẽ luôn á. Cây này thì chiều dài thực của em đo là 5m2, đó, nặng 280g, đọt là 1.8 ly, độ cứng tầm khoảng 3H gửi tới 4H. Cây này chia anh em sân hàng, thu gọn là 103cm, góc là 24 nha anh em, 24.5. Ngoại hình thì còn khá ok, bóng lửng, bóng láng luôn. Chỗ này gắn bát. Góc ở đây. Lóng ở đây. Lóng nó còn khá ok nha mọi người. Không xuất sắc gì nhiều hết. Đó. Sơn kim tuyến nha mọi người, khá đẹp. Cái này phôi cực kỳ dày luôn á. Khá đẹp nha, ngoại hình còn khá là ok. Cây này đi săn chép nè, săn chê nè, săn lóc à, đến hồ dịch vụ là vô tư. Carbon nha anh em, carbon sẵn đây. Đó. Đọt ra đây, đọt carbon lên nha mọi người. Khá bún nha, đó, đọt carbon nó độ bún nó rất là cao. Rồi. Giá công khai cây số 5. Giá công khai là 600k anh em, cây cần dài 5m2. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 vẫn là một cây cần ISO hạ tay, hàng chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Ngoại hình thì anh em có thể thấy nó vẫn có xước xác nha anh em. Đó. Đầu cần thì em sẽ đi chỉ. Đó. Cũng giống như mấy cây kia hết.
địa chỉ lịch sử cho anh em liền. Đó. Cái này thì chiều dài sẽ là 5m4, nặng là 350g, đọt là 1 ly 8, độ cứng tầm khoảng 4h đến 5h. Cây này thì thu gọn là 105cm, góc là 25 nha nè, góc 25. Cây này đánh bạo lực săn hàng. Đây, ngoại hình xuất sắc nha nè. Ở cây nào xuất sắc thì em gắn soi kỹ cái phần xuất sắc cho anh em xem. Phần cầm bay ok, không xuất sắc gì hết. Vẫn có xuất sắc anh em. Rồi. Chất liệu carbon. Khá đẹp bên này. Để lấy đọt cho anh em xem. Đây, đọt nó đây. Khá cứng nha nè, độ cứng ra tầm khoảng 4h 5h, chiên săn hàng. Rồi, giá cây số 6, giá khoảng là 600k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 7, cây cuối cùng. Cây số 7 vẫn là cây số Hà Tây, hàng chất lượng carbon. Cây này thì chiều dài thực của em đo là 5m4, nặng 250g, đọt 0.7 ly, độ cứng là tầm khoảng 2h đến 3h, thu gọn là 107cm, góc là 21 nha anh em. Nó cây này chia cho anh em câu chép, câu chê, đánh gô đánh giết cũng ok luôn, đánh gô đánh giết đánh phi cũng ok. Đó. Ngoại hình thì như clip thôi, nó vẫn có xuất sắc nha. Rồi cái lóng bên trong, đây lóng trong xuất sắc nha mọi người, bị chày thôi, chày nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì chất lượng hết. Nóng trong đây thì ok. Tuyệt vời luôn á. Đây. Nóng áp đọt thì mới tin. Đó. Đọt ra đây. Đó. Độ cứng tầm khoảng 2 cỡ 3 h nha mọi người, độ búng khá cao. Rồi, giá công khai cây cuối cùng 5m4, giá là 600k nha mọi người. Rồi đó là tổng cộng 7 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt đem xuống điện thoại, anh em cần em có thể chụp hình cận cảnh từ cây cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em.